Vâng, em sai xin chào các bác nhé. Đây nhiều đẹp. Để tiếp tục đây hội quán bonsai của anh Minh Của. Trong này thì còn rất nhiều những tác phẩm nhỏ nhỏ nhé. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ một số cái tác phẩm phía bên trong này. Hội quán đợt này mở ra thì anh ấy mở đây. Rất đông anh em đến. Hả? Đấy, đây là cái khu vực phía bên trong. Tổ chức cái này thì có VIP của anh Tiến nhỉ. Sân đẹp. Đấy, đây một số cây mini bê tay này. Ngoài bộ bông tàn đẹp anh Tiến này. Con này đẹp. Con đấy không nói, con đấy ngoài. Anh thử hỏi cái này này. Nào con này về chơi nó VIP nhỉ. Chơi nó sửa. Chỗ chơi này. Đây có một cái tác phẩm xanh các bác nhá, một tác phẩm xanh bê tay. Cây này thì cũng khoảng tầm một cái bê lặng các bác nhá. Cây rất là chất. Cái này bông răm thì mịn rồi, cái này nếu chơi khoảng tầm 5 nữa thôi các bác. Cái xanh kia giữa đẹp mình. Đây là cái khu vực phía bên trong các bác nhé. Anh em rất là đông. Chúng mình sẽ đi chia sẻ một vòng. Wow, đây có một số cái cốt xanh, cốt xi các bác nhé, cốt xi già quá. Còn là cốt của anh Đào Trọng Hiếu đây. Đây là ba tác phẩm này. Đây là một tác phẩm si cũng đỏ sáng màng. Si bút đỏ. Đây tác phẩm này chất si rất đẹp mọi người nhé. Bề tay thôi. Cái này nhỏ nhưng mà nhìn rất đẹp mọi người nhé. Đây đây cái đỏ này. Nhỏ thôi mọi người nhé, cây nhỏ nhưng mà nhìn rất là chất. Chất lượng các bạn. Năm nay hội quán đây các bạn sẽ quay xa vụ bà. Ok mọi người. Tiếp tục thì mình sẽ sang bên phía bên ngoài này. Để cho anh ngắm một số tác phẩm. Đây một số tác phẩm tầm to hơn nhé. Nhưng mà một hội quán bonsai mới tổ chức ra được như thế này thì đã rất là ok rồi. Đấy. Chúc mừng anh em đã có những cái chương trình thúc đẩy làng cây phát triển. Đây mọi người còn bán chậu và chơi một số bể đá rất là nhiều đấy. Một tác phẩm xanh Giáng Huyền. Quá là nhiều đồ chất bên thành phố Hưng Yên này thì rất nhiều đồ chơi mọi người ạ. Đây là chỉ một số nhỏ thôi. Đây nó cũng có một cái tác phẩm xanh này. Gần như dáng văn nhân luôn mọi người. Anh em anh 16 triệu. Không biết bảo anh 97 triệu đấy. Biên tiền à? Ông chữ cái đấy. Anh Khánh ơi. Thế biên tiền à? Ai à? Có đi thêm ai không? Ông vượt mày em đi. Ôi mày tưởng chết rồi. Chết rồi. Hả? Thôi đó. Ờ, vào đi. Cái gì à? Sao lại đây?
vừa sang gặp đúng không Tiến? Nói đi. Về ăn được 25 nhỉ? Đấy. Xe máy à? Đi đây gần mà. Ngay. Không có rượu. Đi làm công trình tôi không có rượu nữa. Tí còn đi ngắm cây. Toàn đồ đẹp đấy các bác nhá. Đấy. Các bác nhanh chân đến với hội quán của anh em nhà anh em Minh của. Cháu chào các chú nhá. Vui quá nhỉ, hội quán này mở ra mà. Tuyệt vời. Chào các chú nhá. Đâu là ông khỏe ông ơi. Rất nhiều lứa tuổi các cụ có tuổi đi chơi cây rất là vui. Rất đông vui. Một tác phẩm xanh quê già quá các bác nhé. Đây là xanh quê à chú ơi. Chính chủ nghệ nhân đang tỉa cây. Không, đây không phải chủ nhân. Đây chú chủ nhân đây à? Đẹp quá chú nhỉ. Cái này có giao lưu có nhiều tiền không chú? Họ mới giả có 14 triệu. Đẹp quá nhỉ, cái đồ chơi mini này, cà phê quá tuyệt vời chú nhỉ. Anh em đâu? Vâng. Bây giờ là anh em đang chuẩn bị là đến giờ khai mạc các bác nhé. Giờ là anh em chuẩn bị đến cái chương trình khai mạc rồi. Rất nhiều đồ đẹp mọi người nhá. Các bác có điều kiện là cứ đến trực tiếp. Con bé đẹp đẹp đấy anh Giao nhỉ? Con đấy. Chốt cây hai anh em chốt cây à? Đang đổ. Tốt chưa? Bây giờ bán đi. Sao lâu chưa anh? Ôi anh đi với ai này? À thế đi cùng anh Giao luôn à? Anh em đến rất đông các bác nhé. Đây chỗ này bị giữa. Thôi đây rồi, rồi. Con này nhũ nhiến nhỉ? Đồ chơi bé rồi. Anh em bắt tay cái đi cho nó rực rỡ nhỉ. Trong rất nhiều cây bê tay đẹp các bạn nhỉ. Đấy, cây xanh si này con này. Nhìn trông rất rủ rỉ. Tiền đâu mà mua nhiều. Giờ kiếm một con xanh như này nữa đặt bên đây làm bộ ba này chơi. Đang đăng lên rồi, đang đi kiếm. Oh, đẹp đúng như này cơ. Bây giờ là chuẩn bị là khai mạc các bác nhé. Nó phải đối đúng như thế cơ. Cắt sớm. Đấy, bây giờ sẽ đến chương trình khai mạc các bác nhá.